Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ tư, ngày 31 tháng 7 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh này nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải thắng Đồng Nai 95, giải thắng Cần Thơ 89, giải thắng Sóc Trăng 70, và bao gồm cả giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay.
Giải đặc biệt Đồng Nai 697849, giải đặc biệt Cần Thơ 615149, giải đặc biệt Sóc Trăng 520128. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử số số miền Nam lần sau.